Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, cuộc chiến giữa Diệp Phàm cùng các bằng hữu và phe Hắc Ám đang đi đến hồi kết. Các đại đế hư không, Hằng Vũ lần lượt ngã xuống. Diệp Phàm cùng cái cửu U liều mình chiến đấu với các chí tôn cổ đại. Cái cửu U hy sinh bản thân để đổi lấy sức mạnh đỉnh cao, quyết chiến với chủ nhân thần khư. Cuối cùng, cái cửu U và chủ nhân thần khư đều biến mất trong trận chiến kinh thiên động địa. Diệp Phàm bị trọng thương, rơi vào tuyệt cảnh. Bất ngờ, sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn cùng các binh khí đế xuất hiện, vây công Thạch Hoàng và Chí Tôn Khí Thiên. Chuyển sang tập 516 của Già Thiên. Thạch Hoàng mặc dù người bị thương nặng, nhưng vẫn ổn định lại, không có chính chủ đạo, hắn cũng không cảm thấy rơi vào kết cục hẳn phải chết, liền triển khai phản kích. Hắn vung tay lên, xuất hiện một tòa sát trận đồng dạng rất khủng bố. Trong đó lệ khí xông lên tận trời. Đây là một loại huyết trận cắn nuốt vạn linh mà dưỡng thành, không ngờ hắn lại còn có chuẩn bị ở sau. Giờ khắc này, huyết khí ngập trời, cuồn cuộn sôi trào, bao phủ khắp cả phiến tinh vực. Đúng lúc này hắn vung tay chụp vào Diệp Phàm. Bởi vì lúc này Diệp Phàm đã bị thương nặng, chiến đến nửa người tàn phế, vô thủy kinh không có máu thêm vào, đã không thể phát ra pháp tắc đạo của đế. Huyết tế sát trận của ta đi, Thạch Hoàng nói. Diệp Phàm không có phản kháng, tới gần hắn mới nói, cho ngươi tế. Hắn phi thường cương liệt, trực tiếp cho thân thể nổ tung, muốn kéo theo nửa cái mạng của Thạch Hoàng. Đồng thời có một loại lực lượng hóa đạo lan tràn ra, hắn muốn cho máu huyết của chính mình thiêu đốt thành tro tàn, không lưu lại mảy may vật chất sinh mệnh gì cho hắn. Thạch Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay vỡ ra, thiếu chút nữa đứt rơi xuống. Phần Diệp Phàm dĩ nhiên là vỡ nát tan tành, ở trong màn ánh sáng hóa đạo sắp đi vào hướng tự hủy. Muốn chết à? Không dễ dàng như vậy, ta cho ngươi chết mới có thể chết, ta cho ngươi sống mới có thể sống, sinh tử của ngươi do ta làm chủ. Thạch Hoàng sắc mặt lạnh lùng, chữa trị cánh tay, mi tâm nở rộ ráng màu tường hòa. Hắn há mồm phun ra một búng máu, rồi lại trực tiếp tưới dập tắt màn ánh sáng hóa đạo kia. Sau đó, hắn vung tay, làm cho thân thể vỡ nát tan tành của Diệp Phàm hợp nhất lại, rồi ném vào trong huyết trận, nói, lưu lại tính mạng của ngươi. Dày vò trong biển máu đi. Diệp Phàm cười thảm, ngay cả muốn tự bạo cũng không hoàn toàn thành công, chỉ làm bị thương một cánh tay của đối phương mà thôi, nguyên thần không đủ cường đại, không có pháp tắc đạo của đế, quả nhiên là kém quá xa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thật sự chỉ là một con kiến, ngay cả đi vào sát thân thể một con cự long cũng không cách nào nghịch thiên được. Hắn biết sinh mệnh không còn nhiều, sắp phải rời khỏi thế gian này, có cười vui, có nước mắt, từng người và từng chuyện tất cả đều hiện lên trong lòng hắn. Một giấc mộng, một bi kịch. Hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Nếu có cơ hội hắn vẫn như của Quyết Ngọc Thạch câu phần, với lực lượng của tan xương nát thịt làm cho đối phương bắn máu tươi lên 3.000 thước mới cam lòng. Xa xa, lão tử Thích Ca Mâu Ni từ chỗ sâu trong tinh vực vô tận một lần nữa tới đây, ném vài tòa pháp trận đại đế không trọn vẹn vào trung tâm chiến trường. Địa phương này tiến thêm một bước cuồng bạo, hiển nhiên tình thể chuyển biến xấu cực độ, mất đi khống chế, làm hai đại chí tôn cũng đều nhíu mày. Xa xa từ chỗ sâu trong tinh không, trên một khối vẫn thạch, Đoạn Đức toàn thân đẫm máu, bên cạnh có một bộ tàn kinh, lan tràn ra trận văn nhuộm máu, hắn suýt nữa đã huyết tể chính mình, cắn răng nói, bần đạo thật vất vả tinh luyện ra thiên tôn chân huyết, vừa mới bắt đầu đản sinh ra một ít, tất cả đều kính dâng đi ra. Lỗ vốn lớn, lấy mấy tòa mộ phần đại đế đều không bồi thường đủ được a. Hắn kêu thảm, vô cùng đau lòng. Hắn đang huyết tế, Thông Thiên Ma cái đang chìm nổi trong trận văn tàn kinh kia lan tràn ra, những huyết quang hóa thành phù văn và lực lượng thần bí, hắn đang kêu gọi cái nắp kỳ bí kia thức tỉnh. Đây cũng không phải là ý nghĩa binh khí đế sống lại bình thường, mà là làm cho tiềm thức bên trong nó sống lại. Bởi vì đây không phải binh khí đế bình thường, mà là cái đầu của nữ đế tài ba trác tuyệt hóa thành. Đoạn Đức muốn làm sống lại không phải bản thân binh khí đế, mà chính là tiềm thức và tiềm năng của nữ đế. Cuối cùng, hắn tế ra nửa kiện Thông Thiên Ma cái, quát to, nữ thiên đế vô thượng, bần đạo trả giá nửa cái mạng, mời ngươi quy về làm một, đi thôi. Hắn lẩm bẩm trong miệng, chú ngữ vang lên như tiếng sấm, chấn động tinh không. Nửa kiện Thông Thiên Ma cái bay lên, nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Đúng lúc này nửa kiện kia sinh ra cảm ứng, ngay khoảnh khắc bay tới. Ầm ê một tiếng, hai nửa hợp nhất, trong mơ hồ lại xuất hiện một hình tượng nữ nhân từ trong uy áp thiên địa hiện ra lờ mờ. Đây là một kiện binh khí đế kỳ lạ nhất trong thiên địa,
là thân thể máu thịt của một vị đại đế tế luyện mà thành, dùng bản thể của chính mình là tiên liệu, luyện chế thành đế binh có 102. Mà chính mình thì từ trong đó thoát ra thần thai. Nó nhảy vào chiến trường vũ trụ, hoàn toàn không giống như một kiện binh khí, mà giống như một đại đế chân chính còn sống, khoảnh khắc tới nơi. Trong dao động thật lớn, chí tôn khí thiên bay tung lên, hắn lộ ra thần sắc khó tin, toàn thân nứt nẻ, gian nan lau sạch máu nơi khóe miệng, nói là binh khí đế hay là người. Cái này thật có điếm quỷ dị. Chí tôn khí thiên ra tay, bổ tới phía trước, thế nhưng ma quân sau khi hợp nhất không ngờ lại hiện lên một hư ảnh nữ nhân mơ hồ, thần uy cái thế, một cước đạp xuống bốn phương sụp đổ, làm cho hắn sợ run. Một kiện binh khí đe mà thôi, thật đúng là có thể nghịch thiên sao? Cũng không phải nàng tự mình đến. Chí tôn khí thiên rống to một tiếng, cực nhanh tăng lên chiến lực, thế nhưng ngay mi tâm của nữ nhân đứng trước thông thiên ma quân kia tỏa hào quang sáng lạn, bắn ra một lũ lại một lũ sáng mờ, nhưng lại triệt tiêu mọi uy lực của hắn. Mà trọng yếu nhất là thông thiên ma quân phát sáng, hiện lên một tòa sát trận thật lớn, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ toàn bộ nơi này. Cộng thêm tàn trận của lão tử, Thích Ca Mâu Ni tế ra, nơi này trở thành tuyệt địa, các loại đạo ngân đại đế cùng nhau tấn công, khủng bố tới cực hạn. Vô Thủy Kinh vốn đang bình tĩnh, nhiễm lên máu của hư không, Hằng Vũ còn lơ lửng ở trong này, cùng với tinh huyết của mấy vị chí tôn, cũng lại một lần nữa phát sáng, lật lên một trang thật thần bí, pháp trận đang vào, tạo thành một tòa đại trận khác. Cũng chỉ là một số binh khí mà thôi, cũng muốn thí hoàng, các ngươi không nghịch được thiên. Hai vị chí tôn đều kêu to, nhưng tình thế lại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Mỗi một kiện binh khí đế đều bắt đầu phát sáng, mượn dùng dao động thật lớn ở nơi đây, triệu hoán các loại pháp trận đại đế lưu lại trong vũ trụ, toàn bộ bay tới trấn áp. Một số tàn trận sớm đã chôn vùi không thể tái hiện thế gian, giờ khắc này bởi vì nơi này có quá nhiều binh khí đế rống giận, cùng với uy lực vô lượng khuếch tán nên lần lượt sống lại, đột ngột từ dưới lòng đất mọc lên, bay tới hướng nơi này trấn áp. Chí tôn khí thiên không chịu nổi, đã không có đường lui, đã không có lựa chọn, giờ khắc này hắn chọn thăng hoa cực hạn. Đạo của hắn đang cực nhanh kéo lên, đạt tới tuyệt đỉnh, nở rộ ra vầng hào quang bất hủ. Chung quanh pháp trận không trọn vẹn tất cả đều nổ tung, không thể áp chế. Chính là huyết trận của Thạch Hoàng cũng vỡ tan, bởi vì tài liệu không được, không ngăn được loại uy áp cái thế này. Khắp vũ trụ đều rung rẩy, rất nhiều đại tinh một viên tiếp theo một viên bùng nổ. Chí tôn khí thiên không hề che giấu loại thần uy này chút nào, giống như có thể một cước đạp vỡ nát khắp vũ trụ hồng hoang. Chí tôn khí thiên tuyệt vọng, không nghĩ tới trước khi thịnh yến giết chóc sắp bắt đầu lại bị bức tới nước này, phải thăng hoa cực hạn, hóa thành một cổ hoàng cái thế, ai cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Thế nhưng, điều đó cũng có ý nghĩa, sau không lâu hắn sẽ tự hủy trong vầng hào quang sáng lạ nhất này. Diệp Phàm không biết là nên vui mừng, hay là thở dài, vị chí tôn này nhất định sẽ chết rồi. Nhưng cái giá phải trả không khỏi quá lớn đi. Chí tôn khí thiên, ngươi phải trả giá như vậy, mà Thạch Hoàng lại ngồi yên chờ ngươi thăng hoa cực hạn, không cảm thấy tiếc nuối sao? Diệp Phàm lên tiếng. Một đôi mắt lạnh như băng quét qua, rất nhiều tinh vực đều ảm đạm xuống. Đây là pháp tắc hoàng đạo cái thế chân chính, không có một chút thiếu hụt. Chí tôn khí thiên lộ thần sắc lạnh lùng như là pho tượng khắc bằng băng. Nhưng, hắn vẫn chưa ra tay đối phó Thạch Hoàng. Tới giờ khắc này, ngoại trừ trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, trận đồ của Vô Thủy Kinh cấu trúc, còn có trận đồ của Thông Thiên Ma Quân hạ xuống, các trận khác đều bị hủy nát. Dao động pháp tắc của cổ hoàng thổi quét lục hợp bát hoang, rất nhiều binh khí đế chìm nổi trong trận đồ, nhưng quét tới chùm tia sáng không thể chân chính đã thương hắn. Hỏi khắp thế gian, ai địch nổi? Chân chính cổ hoàng xuất thế, 9 tầng trời 10 tầng đất sẽ không có đối thủ, chúng sinh khắp thế gian đều hít thở không thông. Trong loại không khí nặng nề này tất cả đều run rẩy, đã không còn có mảy may hy vọng. Ngọc Thạch câu phần. Trong một kiện binh khí đế lập tức truyền ra tiếng thần linh rống giận, rồi hiển hóa mà ra, là một lão nhân, đạo quang chảy xuôi, như là có máu đang thiêu đốt, là người thứ nhất vọt tới rồi sau đó tự chủ nổ tung, đây là dao động cấp đại đế. Hắn lựa chọn tử vong, không quản hết thảy tiến lên, không một chút do dự, hóa thành quần lửa sáng lạn nhất. Thân thể hùng vĩ của chí tôn khí thiên lay động, nhưng muốn giết chết hắn quá mức gian nan, không có hy vọng, ngay cả máu của hắn cũng không có một đóa nào bắn ra. Đây là uy thế và lực lượng của cổ hoàng vượt qua hết thảy thế gian, là vô địch cái thế chân chính, chỉ cần có hắn tồn tại vốn không có một loại lực lượng có thể giết chết hắn. Sống khuất nhục, không bằng chết huy hoàng.
một kiện binh khí đế khác thăng hoa, cả vật thể trong suốt, phi thường trong sáng, đó là lựa chọn tử vong, tự làm chính mình như pháo hoa nở rộ, tiến hành một lần đọ sức cuối cùng. Đây không phải là binh khí đế không trọn vẹn, mà là một kiện hoàn hảo, không ngờ lại chấp nhận bước trên con đường này. Binh khí đế bay tới, nổ tung tan xương nát thịt, tan biến sạch sẽ, hào quang chiếu sáng cổ kim tương lai, chấn nhiếp khắp vũ trụ, biến thành một dòng thác lũ thật lớn tấn công tới phía trước, đánh tới hướng Chí Tôn cổ đại. Thế nhưng, Chí Tôn khí thiên đã khôi phục tới tuyệt đỉnh rồi, tuy rằng lay động kịch liệt không thôi, nhưng cuối cùng sau khi vầng hào quang tiêu tán, hắn vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó. Mặc dù sinh mệnh có hạn, nhưng giờ khắc này hắn là vô địch cái thế. Toàn thân hắn đều là thần liên trật tự quét ngang càn khôn, chống lại cùng các binh khí đế khác, tiến hành chém giết. Hắc ám náo động, đã không còn có hy vọng, mất đi ánh rạng đông, đã chú định rồi sao? Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, không có bi thương, không có phẫn nộ, ở trong đại bùng nổ vừa rồi, hắn đã thoát khỏi huyết trận của Thạch Hoàng. Hắn thần sắc vẫn điềm tĩnh nhìn cảnh tượng binh khí đế nổ tung vừa thảm thiết vừa bi tráng kia, hắn như là một người ngoài cuộc, khẽ giọng nói, hãy để linh hồn và xương cốt của ta cũng tán ở trong này đi. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn về chỗ sâu trong vũ trụ xa xa, hắn dứt khoát mà kiên quyết tự thiêu đốt, mượn dùng pháp trận của Vô Thủy Kinh cấu trúc kia ngăn cản, không cho Thạch Hoàng tới gần, rồi sau đó thân thể hắn hóa thành ngọn lửa bất hủ. Đây là thánh thể đại thành đang thiêu đốt, ngay sau đó xương trán hắn vỡ vụn, bùng phát ra một đóa hoa máu bản mạng ướt át tươi đẹp nhất bắn tung tóe, dẫn động đạo diễn tiên y cùng nhau vỡ ra, lướt qua trận văn của Vô Thủy Kinh cấu trúc công thẳng tới phía Thạch Hoàng. Lúc này trong thiên địa đã không có thanh âm, tuy rằng một vầng hào quang rực rỡ sáng ngời đang nở rộ, nhưng Diệp Phàm đã không còn nhìn thấy, chỉ lưu lại trong mắt của chính mình cảnh hoa máu bản mạng bắn tung tóe, che khuất hết thảy, hắn giải thể, máu trộn lẫn mảnh xương vụn hóa thành vầng hào quang đánh vào trên người Thạch Hoàng. Thế giới này tối sầm, hắn không nhìn thấy, không nghe được, mọi cảm giác tiêu tán. Ca ca. Vang lên một tiếng kêu non nớt. Trong một mảnh tinh không, cô bé rung động trong lòng, không tự chủ được rơi lệ. Bé nhìn về phía vòm trời, trên mặt tràn ngập hoảng sợ và bất an, rồi sau đó thét to một tiếng chói tai, té ngã rồi bỏ lên, khóc hu hu, đừng, đại ca ca, đừng chết. Giờ khắc này, Hắc Hoàng trầm mặt, kết cục này nó sớm đã liệu định. Đương thời không có đại đế chân chính sống lại, hết thảy đều đã chú định, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Kiếp này, mai táng nhiều lắm, cơ tử, Khương Thái Hư, cái cửu u, một người lại một người. Đáng tiếc những anh kiệt như vậy, không biết có thể có thần tích hiển hóa hay không. Lão Phong tử lưng rất thẳng, lão chung quy là không thể đưa tiên kiến đi được nữa, toàn thân đẫm máu. Sau khi hiểu rõ kết cục, Kiên Nghị như lão cũng run rẩy một hồi, sau đó mới một lần nữa đứng thẳng lên. Quá nhiều bi thương, đã chết đi nhiều người như vậy. Đây là một vòng luân hồi. Ha ha ha. Hắc Hoàng đang trầm mặt, đột nhiên phá lên cười như một kẻ điên khùng, nước mắt tuôn rơi, nói, đầu cuối luân hồi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Địa phủ sẽ là kết quả của vạn linh. Ta là hy vọng biết bao những lời này trở thành sự thật. Xa xa, một cái tiên kiến áp sụp tinh không, nơi đó có rất nhiều cái khe lớn, nó đang hấp thu lực của vũ trụ, không có người nào có thể tới gần. Nghe nói những lời này, cái kiến kia dường như giật mình lay động. Lúc này, ở chỗ sâu trong vũ trụ, uy áp đại đế chấn động thế gian, cái gì cũng không thể ngăn cản, đó là dao động của độc tôn vũ nội, của vô địch thiên hạ. Cái gì là Chí Tôn? Giờ khắc này mới chính thức thể hiện ra, tự chém một đao sau qua bao năm tháng dài lâu, thăng hoa cực hạn trở lại ngôi vị hoàng đạo, thống trị nhân gian chìm nổi. Hu hu. Cô bé khóc lớn, bàn tay nhỏ bé ôm ngực, con tim của bé đau nhói, mi tâm lại xuất hiện một hòn đá nhỏ trong suốt, chiếu rọi ra hào quang cắt qua vũ trụ, hai mắt đẫm lệ nhìn tới phía trước. Rốt cục, cô bé nhìn thấy, thấy được một màn cuối cùng của Diệp Phàm dứt khoát mà kiên quyết tự hủy kia, máu huyết đang thiêu đốt, bản mạng trên trán hắn máu bắn tung tóe nở rộ, rồi cả người tan xương nát thịt. Không, ta không muốn, bé không muốn đại ca ca chết đi. Cô bé khóc lớn. Lần này phát ra thanh âm non nớt vang vọng khắp vũ trụ, chấn động tinh không. Cô bé như xé rách tim gan, rồi sau đó cả người lại hóa thành màn ánh sáng, vọt thẳng lên, như là vũ hóa phi thăng chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ. Trở về đi. Hắc Hoàng kêu to, cố sức chạy theo phía sau. Muốn đuổi kịp nhưng hoàn toàn không có loại tốc độ cực hạn đó, tốc độ đó vượt qua lẽ thường trên thế gian. Năm đó, cô bé cũng như thế này biến mất khỏi Bắc Đẩu, giống như phi thăng xông thẳng lên trời cao xé trời mà đi,
một lần đi chính là rất nhiều năm sau. Lão Phong Tử cũng ra tay, muốn đuổi theo mang cô bé trở về. Lão có được bí quyết chữ ý hành nhưng cũng thất bại, bởi vì luồng tiên quang kia cắt qua vĩnh hằng trái với lẽ thường. Vũ trụ thê lương lạnh lẽo sớm đã bị nhiễm máu đỏ hồng, có máu của chúng sinh, có máu của chí tôn, cũng có máu của đại đế, một mảnh lại một mảnh tinh vực đều bị tàn phá. Cô bé khóc hu hu như là một cô nhi mất đi thân nhân, bi thương khóc lóc không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, vậy mà cô bé lại xuất hiện ở chiến trường. Nơi đó có máu, nơi đó có ánh sáng, nơi đó có lực lượng hóa đạo, nơi đó cũng có dấu vết vỡ nát của Diệp Phàm. Đại ca ca, huynh đừng chết nha. Huynh đáp ứng với bé, sẽ không chết trận, sẽ trở về nhìn bé lớn lên mà. Hu hu. Cô bé là bất lực như vậy, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. Cô bé lảo đảo nghiêng ngã, nhào vào giữa đống máu xương kia, lớn tiếng khóc ròng, như là khắp thế giới đều ầm ầm đổ sập, mất đi chỗ dựa vào. Dưới đạo tắc của chí tôn, khí cơ làm tan biến sinh mệnh, dù bí quyết chữ y giả được xưng là một giọt máu cũng có thể sống lại da thịt xương cốt người cũng vô dụng, đây là bị chém tuyệt sinh khí. Ta không muốn, đại ca ca huynh tỉnh lại đi, huynh đáp ứng bé, sẽ không chết trận, sẽ còn sống trở về. Cô bé khóc đến run rẩy, nước mắt trong suốt tuôn rơi. Cô bé một gan đứt từng khúc, cứ như vậy gục trong vũng máu, cố sức tiếp hợp lại mảnh xương vụn với máu bùn, làm cho lòng người vừa đau thương vừa tiếc hận. Len ken. Cô bé cố mở ra đạo diễn tiên y vỡ nát, liều mạng sục tìm, trên tay dính đầy máu, tiếng khóc đứt ruột xé tim gan, bé kêu gào, bé tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm. Không thấy đại ca ca. Cô bé thất hồn lạc phách, rồi sau đó nằm úp sấp ở nơi đó phát khóc lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt u sầu làm cho người ta cảm thấy thật đáng thương. Cô bé đau thương khóc lóc, thì thào, vươn đôi tay nhỏ bé, cố gắng chột tới phía trước, dường như là cố gắng muốn giữ chặt cái gì. Bên kia, chí tôn khí thiên thần sắc hờ hững, dao động cấp đại đế chân chính cuồn cuộn mãnh liệt, một người đứng ở nơi đó giằng co với tất cả binh khí đế, nhìn xuống sinh linh, bể nghễ vạn linh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đưa tay sờ sờ trên má mình, nơi đó có ướt át, có trong suốt, hắn tự giễu lên tiếng, không ngờ ta lại có nước mắt rơi xuống, chẳng lẽ sau khi hồi phục ngôi vị hoàng đạo, có một ít suy nghĩ của muôn đời trước. Trong nháy mắt này, trong mắt hắn hiện lên rất nhiều chuyện cũ, huyết chiến trên đế lộ, đó là một khúc hát vang, vạn chúng chú mục, thiên hạ cộng tôn, cuối cùng rốt cục thành đạo. Rồi sau đó, trong một đoạn năm tháng dài lâu, hắn thủ hộ vạn linh, được chúng sinh khắp thế gian cúng bái, vần hào quang chiếu sáng sử sách, ghi khắc vào trong lòng các tộc. Rồi hắn hết tất cả trách nhiệm thân là cường giả hoàng đạo, mà cũng được chúng sinh tôn kính, sau lại nhìn bàn hữu từng người mất đi, nhìn nữ nhân âu yếm cũng ngã xuống trong năm tháng, hắn là cực kỳ bi ai như vậy, khát vọng trường sinh như vậy. Cuối cùng, hắn chậm rãi thay đổi, trên đánh 9 tầng trời, dưới dò xét 9 tầng ầm ti, chỉ là để có thể sống càng lâu, càng hy vọng sống lại từng người đã rời xa hắn mà đi. Cuối cùng, hắn hoàn toàn thay đổi, bước trên một con đường khác. Tim dần dần lạnh, dần dần vô tình, rời bỏ chúng sinh, dùng máu của họ để kéo dài sinh mệnh của chính mình, bước trên một con đường trái ngược. Ha ha, ha 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 ha. Chí tôn khí thiên cười to một tràng dài, lau đi nước mắt trên mặt, chuyển lại là lạnh lùng, đổi lại là vô tình, nói, tâm tình thật sự là buồn cười, trôi qua năm tháng muôn đời, sau khi ta khôi phục tuyệt đỉnh, một lần nữa đi lên ngôi vị hoàng đạo không ngờ lại có loại cảm giác này, đúng như năm đó khi thành đạo. Nhưng, thủ hộ chúng sinh, lại không giữ được từng thân nhân, bằng hữu đại từ đại bi đại nghĩa này còn dùng nó làm gì? Kiếp này, ta chỉ là sống cho chính mình, không có gông xiềng gì, ta muốn nghịch thiên mà lên, bước ra con đường trường sinh. Chí tôn khí thiên rống to, cấp cho chính mình một cái kết thúc, chém rớt một tia gợn sóng và cảm xúc cuối cùng. Không thể nghi ngờ thăng hoa cực hạn, cũng không nhất định hẳn phải chết, từng có người sống sót, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng ta nhất định phải trường tồn ở thế gian này. Hắn nói lạnh như băng, nhìn thẳng vào các binh khí đế còn chưa vỡ vụn. Đạo hữu nói rất đúng. Thạch Hoàng gật đầu phụ họa. Hừ. Chí tôn khí thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, hoắt xoay người, nhìn về phía cô bé, lẩm bẩm. Ta vốn đã không có bao nhiêu hy vọng và phần thắng, nhưng sự xuất hiện của bé làm cho ta nhìn thấy hy vọng tiếp tục trường tồn. Thạch Hoàng con ngươi lấp lóe không chừng, không có tỏ thái độ, nhìn thấy chí tôn khí thiên cất bước đi tới phía trước, thân thể hắn chấn động, dường như cũng muốn ra tay. Nhưng, cuối cùng hắn nhịn xuống, không có lập tức hành động, bởi vì đây là một chí tôn thăng hoa cực hạn, trừ phi hắn cũng như thế, bằng không chỉ có một đường chết.
Nguyên vốn địa phương này có màn ánh sáng, đó là lực lượng hóa đạo. Tuy nhiên cũng không có tổn thương tới cô bé, vả lại theo cô bé tới đây tất cả đều dập tắt. Mà khí cơ đại đế ở địa phương này đồng dạng không có làm cho cô bé sợ hãi. Nhìn thấy Chí Tôn khí thiên lạnh lùng tới, cô bé không có kinh sợ, ngược lại bi thiết nói, ngươi trả lại mạng của đại ca ca ta đây. Muốn hợp với hắn cùng một chỗ, rất đơn giản, cùng đi vào hắc ám từ đó ngủ triền miên đi. Chí Tôn khí thiên ra tay, đó là thủ đoạn của đại đế, dập nát trời cao, dĩ nhiên là toàn lực ra tay, đánh tới hướng cô bé. Cô bé bị hắn coi là chỗ hy vọng kéo dài sinh mệnh, không để cho mất mát, phải cướp lấy vào tay, nuốt vào trong cơ thể, luyện hóa vào trong tiên thai. Trả lại đại ca ca. Giờ khắc này cô bé không có sợ hãi, có chăng chỉ là bi thương, tim như rướm máu. Thanh âm non nớt nhưng lại chấn động vạn vực chư thiên. Bé. Hắc hoàng biến sắc, nó ở một phiến tinh vực khác rất xa cũng nghe được, liền rống giận không quản tới tánh mạng phóng đi tới hướng phiến chiến trường kia. Thế nhưng, đúng lúc này đã xảy ra chuyện càng khủng bố hơn, ở phía sau nó, cái tiên kiến đang áp sụp tinh không kia trực tiếp nổ tung, một thân ảnh thon dài tuyệt mỹ, bước ra một bước trời sụp đất nứt, nàng vượt qua dòng chảy thời gian, nhằm về phía chiến trường. Ngay sau đó, tại chiến trường vũ trụ bộc phát ra một vần hào quang rực rỡ, một ngày này chiếu sáng tinh không vô ngừng, chấn động năm tháng muôn đời, dập nát tất cả sự sắc. Đế chiến. Chân chính đại đế chiến. Đại đế không sức mẻ, đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh hoàng đạo mà viên mãn tiến hành sinh tử chiến với nhau. Ai cũng đều không nghĩ tới, cuối cùng nhưng lại là một kết quả như thế, vạn linh sớm đã không còn hy vọng, khắp bầu trời đều là âm trầm, áp bức người ta không thở được. Ở khoảnh khắc cuối cùng sắp biểu thị công khai hắc ám náo động thổi quét tàn khốc trước đó chưa từng có, sắp tiến hành đại huyết tẩy vũ trụ, một vị đại đế hoàn chỉnh xuất hiện ở nhân gian, phát động trận đế chiến khủng bố nhất. Loại hào quang này, từ xưa nay không có người nào nhìn thấy, chính là bản thân Chí Tôn cũng chưa từng chạm tới, ngày nay lại bạo phát. Đây là hai vị đại đế đánh ra tới chấn động nhân gian. Đó là ánh sáng phi tiên, đó là lực lượng mọc cánh thành tiên, chiến đấu kịch liệt xé trời, khiến trời xanh đều sợ run, không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Cả thế gian khiếp sợ, vạn linh kinh sợ, ngay cả các lão đại thánh may mắn còn sống đều như hóa đá, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này. Đại đế không sức mẻ quyết đấu với Chí Tôn hoàng đạo thăng hoa cực hạn, giống như chuyện thần thoại. Tương truyền, thời đại thần thoại có thể có đế cùng nhau tồn tại ở thế gian, nhưng cũng không có người chứng thực. Ngày nay, mọi người tự mình cảm nhận được, người của cấp số này đang tiến hành một trận chiến, thần uy cái thế. Chiến trường vũ trụ, nữ nhân áo trắng khẽ quát một tiếng, mặt trời trăng sao đều hủy diệt, nàng đánh ra chính là phi tiên lực, vượt qua hết thảy pháp của thế gian. Chiến trường dời đi. Vạn linh khắp thế gian khiếp sợ phát hiện một sự kiện, Chí Tôn khí thiên lại đang thối lui. Không phải sợ chết, thân là Chí Tôn hoàng đạo ở trong ý thức của họ không có từ khiếp đảm, không có từ yếu đuối như vậy. Bọn họ đều có tín niệm vô địch, tin tưởng vững chắc chính mình cường đại nhất nhân gian. Thế nhưng lúc này, hắn lại bị nữ nhân áo trắng kia đánh cho bay đi, áp bức phải thối lui qua một mảnh lại một mảnh tinh hệ. Mọi người không biết kết quả chân thật của một trận chiến này, chỉ biết là đại đế chiến quá mức khủng bố, mà Chí Tôn khí thiên đang thối lui. Máu của Chí Tôn hoàng đạo. Không biết khi nào, mọi người phát hiện ở biên hoang vũ trụ có ráng mây đỏ chói mắt xông thẳng lên trời cao. Đó là khí tức của Chí Tôn khí thiên, đó là máu của hắn vẩy ra, rơi trong vũ trụ. Đế chiến còn không biết kết quả cuối cùng, bởi vì không ai có thể là khán giả xem cuộc chiến. Thế nhưng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hôm nay dường như sẽ phát sinh chuyện đại đế giết hại cao thủ hoàng đạo. Họ đều là cường giả cảnh giới đế đạo đỉnh phong viên mãn, đều từng thống ngự vũ trụ hồng hoang một đoạn năm tháng, đều là chiến lực đệ nhất. Một tiếng nổ, cùng với vạn đạo thiên địa gào thét, có cường giả cấp đại đế hoàn chỉnh tan xương nát thịt, máu tươi vãi khắp biên hoang vũ trụ. Loại dao động cực kỳ khủng bố này, huyết quang trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. Hư không và tinh tú trong thiên địa tất cả đều bị ráng mây đỏ chiếu rọi đỏ tươi, giống như có một phần mặt trời máu đỏ thật lớn dâng lên, hào quang đỏ thẫm chiếm cứ phân nửa vũ trụ. Có một nhân vật cấp đại đế nổ tung, máu tươi rơi vãi, uy lực không gì sánh nổi, phiến biên hoang vũ trụ kia bị phá hủy, tinh hệ ảm đạm, bị mai một thành hư không. Đây là một loại đại kiếp nạn không thể tưởng tượng, làm cho sinh linh vũ trụ bát hoang các nơi đều sợ hãi, đó là một loại đại khủng hoảng khó tả khôn xiết, linh hồn đều phải vỡ nát. Có cấm địa sinh mệnh truyền ra dao động thần niệm cường đại, bắt giữ kết quả chân thật của trận chiến.
Ngay sau đó, vũ trụ đều dường như ngưng lại, rơi vào tĩnh lặng như chết, không có tiếng động, vạn vật điêu linh. Đã chết rồi sao? Một vị cao thủ hoàng đạo từ đó kết thúc, từ huy hoàng tuyệt đỉnh nhất tan xương nát thịt mà đi tới hướng chung điếm hay sao? Đây là nghi vấn của mỗi người. Đột nhiên, huyết quang xông thẳng lên 9 tầng trời, dao động đại đế chấn nhiếp thế gian, huyết quang vô tận cùng với ráng mây đỏ thê lương tươi đẹp kia tất cả đều đảo lưu, trong khoảnh khắc quay lại, trọng tố thân thể đế. Ầm ầm một tiếng nổ, như là có một tổ thần hỗn độn khai thiên lập địa, giải dụa đi ra, dao động sinh mệnh chấn thiên địa hồng hoang rung chuyển kịch liệt, mặt trời trăng sao tất cả đều lay động không thôi. Đế chiến còn chưa kết thúc, cao thủ hoàng đạo không sức mẻ không thể hủy diệt. Có người phỏng đoán, đó có thể là cố ý tự bạo, để vãn hồi xu hướng suy tàn, thân thể đế cường độ cùng cực nếu thật nổ tung, cái loại lực lượng này quá mức khổng lồ, không thể tưởng tượng. Nhân vật cấp đại đế không ngờ lại ngoan cường như vậy, khiến mọi người lông tóc dựng đứng. Là chí tôn khí thiên, hắn ở vào tình thế bất lợi, rời khỏi tinh hệ vô tận, rời xa biên hoang vũ trụ, bị bức phải như thế. Mọi người tim đều dâng lên chặn ngang cổ họng, không biết nữ nhân áo trắng kia lúc này có bị thương nặng hay không. Một vị đại đế nổ tan xác ca, dùng thủ đoạn cương liệt như vậy chính là muốn kéo vãn tình thế bất lợi. Đại chiến đang tiếp tục, phi tiên lực nứt ra càng khôn, càng cường đại hơn, rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng vũ trụ. Bởi vậy mọi người biết được vị nữ đế kia hẳn là không có chịu nhiều ảnh hưởng, bằng không sẽ không khí thế tăng vọt như vậy, thủy chung như nhất, đây là phong thái cái thế vô địch. Một trận chiến này, đánh tới vũ trụ hồng hoang sụp đổ, tinh tú hóa thành bột mịn, thậm chí lan đến gần một ít sinh mệnh cổ địa. Chí tôn khí thiên vì bổ sung huyết khí, tàn khốc chuyển dời chiến trường tới những phương hướng này, máu lạnh vô tình, biến hai viên sinh mệnh tinh tú hóa thành địa phương đẫm máu, rồi trở thành bụi vũ trụ. Tuy nhiên, hắn chỉ có cơ hội hai lần này thôi, kế tiếp bị bước đi vào chiến trường thiên tôn của thời đại thần thoại, đó từng là địa phương quyết đấu của nhân vật hoàng đạo. Tương truyền, ở thời đại thần thoại có đế cùng tồn tại. Nơi này không có ánh sáng, không có sinh khí, không có tinh hà nguyên vẹn. Nơi nơi đều là mảnh nhỏ tinh tú, cũng có thi hài thật lớn, còn to lớn hơn so với một mảnh tinh vực. Hai người đại chiến, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, phát sinh các loại sự kiện khủng bố và yêu dị. Nhất là phiến chiến trường thiên tôn của thời đại thần thoại này, lại nổi lên mưa máu tầm tã, còn có từng tia chớp màu đen xẹt qua, sấm chớp một tia tiếp theo một tia. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô tận thiên binh thiên tướng cùng với vô số âm binh địa phủ kéo ngang qua tinh vực, bước trên hành trình, không biết sắp đi viễn chinh ở địa phương nào. Đáng tiếc, trong trường đế chiến này cái gì đều không thấm vào đâu, hết thảy dị tượng với cảnh tượng quỷ dị đều phải bị tan biến, trong phế tích tinh hệ bộc phát ra hào quang xông lên tận trời. Lại một lần huyết quang xông lên tận trời, máu tươi vãi khắp vũ trụ, chiến trường thiên tôn đã phát sinh sụp đổ, một số thi hài cực lớn đều nổ tung thành tro bụi. Chí tôn khí thiên lại bùng nổ, huyết quang như biến cuồn cuộn mãnh liệt cuốn đi không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhân gian đều khiếp sợ. Đại đế chiến chân chính đánh giết đến mức này, quả thực rúng động nhân giới. Loại cường độ này không gì sánh nổi, quá khứ chưa bao giờ có thể thấy được, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhân thể mà lại có lực lượng to lớn như vậy, nếu cứ như thế buông xuống, vũ trụ thật sự có thể bị hủy diệt. Đó là gió lốc vô cùng tận thổi quét vạn vật, không thể ngăn cản. Đã chết rồi sao? Hắc ám náo động đã kết thúc rồi sao? Thế nhưng, sau đó không lâu dao động đại đế tiếp tục dâng lên tản ra một khí tức sinh mệnh chí cường, cao thủ hoàng đạo lại một lần trọng tổ thân thể chí tôn, lại tiếp tục chiến đấu. Gian nan như vậy, gần như có được thân thể bất diệt. Đại đế chân chính không tì vết quá mạnh mẽ, muốn giết chết thật sự quá mức gian nan. Kế tiếp trong nửa canh giờ, chí tôn khí thiên tổng cộng 4 lần nổ tung. Sau mấy lần tất cả đều bị phi tiên lực đánh bạo, mạnh mẽ đánh thành mảnh xương vụn trộn lẫn máu, ngay cả nguyên thần đều nứt toạc ra. Cuối cùng, rốt cục hắn tiêu vong, không chống cự được, không có chống đỡ qua kiếp này. Ngày này, các nơi đều bộc phát ra tiếng hoan hô, tiếng rầm rĩ náo động vang lên tận trời, vang vọng khắp tinh hải, đó là ý niệm của chúng sinh, hợp cùng một chỗ rộng lớn mạnh mẽ. Thạch Hoàng đâu? Kế tiếp mọi người dường như lại nghe được thanh âm của đại chiến, lại dường như chính là tiếng động của con tim mọi người. Cuối cùng chỉ nhìn thấy một cái kiến lớn ngang qua không trung, bay qua mỗi một chỗ sinh mệnh cổ địa. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, đã không còn chiến loạn, đã không còn gợn sóng, máu dần dần tan đi, bóng tối bị đuổi đi, lộ ra ánh sáng buổi bình minh. Một thân ảnh cao lớn như ma vương xuất hiện,
ép cho chư thiên như sắp nổ tung, có một loại dao động lực lượng khiến mọi người hít thở không thông. Hắn đi qua một mảnh lại một mảnh tinh hệ phế tích và chiến trường, quan sát tàn tích. Thạch Hoàng đã chết rồi sao? Nữ nhân kia qua một trận chiến lại ngủ say hay sao? Ta còn sống, ta phải trường tồn. Hắn là bá thể đại thành, sợi tóc rậm tán loạn như thác nước, ánh mắt dọa người, đi lại khắp tinh hệ, truy tìm máu huyết của chí tôn lưu lại, còn tìm kiếm nửa thân tàn của hư không đại đế. Một trận chiến này để lại nhiều lắm, có rất nhiều thứ đều là hắn cần tới. Cuối cùng, hắn cũng biến mất. Đến tận đây, hắc ám náo động kết thúc, một hồi huyết loạn và đại kiếp nạn đáng sợ nhất trên lịch sử từ đó chấm dứt, thời gian ngắn ngủi kinh người, so với dự đoán còn nhanh hơn nhiều. Nhưng cũng thật sự để lại quá nhiều bi thương. Kết thúc rồi. Rốt cục trôi qua rồi. Chung kết hắc ám trong máu và nước mắt. Đại kiếp nạn chấm dứt, chúng ta còn sống. Các nơi đều truyền đến tiếng hoan hô, vang tận mây xanh. Chúc mừng nhau vượt qua thời diệt thế này. Mỗi người đều kích động tới cực điểm, có thể sống sót thật sự không dễ dàng. Mọi người đều là sống sót sau tai nạn, tất cả đều há lớn miệng thở dốc, rồi sau đó lại nhìn trời rống lớn. Đến tận lúc này mới càng cảm nhận được sinh mệnh đáng quý, còn sống quý báu nhất so với bất kỳ điều gì. Mọi người tận tình phát tiết, dùng sức gào rống để biểu đạt tâm tình của mình. Mà tới cuối cùng, khi hoan hô và kích động chấm dứt, mọi người dần dần yên tĩnh lại, sau đó bầu không khí bi thương và thê lương bao trùm, dần dần truyền đến tiếng khóc than. Hu hu. Lần này náo động đã chết quá nhiều người, một chỗ lại một chỗ sinh mệnh cổ địa đều biến thành màu đỏ tươi, trên mặt đất thi hài chất từng đống, còn cao hơn núi, còn rộng hơn biển. Con ơi, con ở nơi nào a? Trở về nhìn xem nương đi. Một lão ẩu tóc trắng xóa khóc lóc xé nát tim gan, toàn thân đẫm máu, ngã ngồi dưới đất, cảm giác toàn thân lạnh buốt. Phụ thân, người đừng chết, van cầu người, nhất định phải sống sót a. Một cô gái yếu đuối dùng sức lay một khối thân thể, nhưng trong miệng hán tử kia chỉ có máu chảy ra, ánh mắt ảm đạm, không đủ sức vươn tay, sờ sờ mặt của nàng, rồi sau đó từ đó gục đầu xuống, không còn có tiếng động. Nương, đừng ngủ, đứng lên nha, mau đứng lên nha. Một đứa bé 3-4 tuổi khóc lớn, ôm cánh tay thân thể sớm đã lạnh như băng, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt. Đây chỉ là hình ảnh thu nhỏ của thảm kịch nhân gian, nơi nơi đều là thế. Không phải một tinh vực như thế, mà là tình cảnh bi thảm mưa máu gió lạnh khắp vũ trụ. Một trận chiến này tổn thất nhiều lắm, rất nhiều anh kiệt xương trắng vùi chốn tha hương, mặc dù không có thực lực đại đế, nhưng cũng nhằm về phía một trận chiến vực ngoại kia để rồi máu vải tinh không. Trên thực tế, không ít người căn bản là chưa kịp đến gần chiến trường đã nổ tung, trở thành máu trộn xương, bọn họ có lòng mà không có sức, cuối cùng chỉ kịp phát ra một tiếng rống giận bất khuất. Người như vậy không ít, thấy được hư không ảm đạm, nhìn hằng vũ đẫm máu, nhìn thấy cái cửu u bi thương, bọn họ phấn đấu quên mình, mặc dù không có dẫn tới mảy may tác dụng, nhưng cũng thiêu đốt ngọn lửa bất khuất hòa cùng ý chí của vạn linh. Đáng tiếc chôn vùi nhiều lắm, không thể chịu đựng sức nặng, nhiều bi thương như vậy. Đại hắc cẩu ảm đạm, ở trong tinh không than thở, có chút tinh thần sa sút, có chút suy sụp, rồi chậm rãi đi xa. Hư không kính vỡ nát, Thái Hoàng kiếm bị gãy đoạn, cửu lê đồ nứt ra, Tây Hoàng tháp không trọn vẹn, hằng vũ lô nổ tung. Từ sau một ngày này, binh khí đế trong vũ trụ bị hủy nhiều lắm, để lại rất nhiều bi thương và đau thương, phải trả một cái giá quá mức to lớn, không thể chịu đựng. Đại chiến chí tôn lang đến tinh vực quá rộng, cũng đồng dạng tạo thành huyết kiếp đáng sợ, có tinh vực từng huy hoàng trong một ngày này đều ảm đạm như vậy. Từ trong vũ trụ truyền đến khóc, Cơ Tử Nguyệt một thân toàn trắng, xách một giỏ hoa trắng nõn, một đường rơi lệ, một đường vải ra, phiến phiến cánh hoa trong suốt bay múa, làm bạn với màn sương máu trong tàn tích chiến trường. Diệp Phàm, nàng thất hồn lạc phách thì thào. Thần Vương Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt đều đỏ bừng, bọn họ phải tế rất nhiều người, không chỉ có hư không đại đế, có Diệp Phàm, còn có tiểu tổ Cơ Tử, từng người đều rời thế gian. Toàn bộ người Cơ gia tới rồi, người còn sống sót ai cũng đau thương khóc lóc. Tìm được tàn thi, quản chỉ là một mảnh xương, một giọt máu. Cơ Hạo Nguyệt gian nan nói. Cơ Tử Nguyệt lau đi nước mắt, nhưng rất nhanh lại có nước trong suốt chảy xuống. Trong lòng nàng rất đau thương, vải ra cánh hoa màu trắng, yên lặng đi về hướng phương xa, một đường tìm kiếm. Khương Dật Phi tới rồi, bi thương kêu gào vang trời. Hắn dẫn dắt người của Khương tộc đến đây tể điệu, tràn ngập thê lương bi ai. Bạch Y Thần Vương là thay hắn mà chết, ở thời khắc mấu chốt đẩy hắn trở về,
để lại cho hắn hy vọng sống sót. Các đại kế thừa, hoàng triều bất hủ, thánh địa, cường tộc đều đến đây, có người trầm mặc, có người bi thương. Biết bao nhiêu đế binh tán ở nơi này, không bao giờ nữa có thể tái hiện. Người của Thiên Chi Thôn cũng đến đây, tìm kiếm khắp nơi, phải lật hết từng chỗ chiến trường, đạp bước khắp biên hoang vũ trụ, bi thương gào thét. Diệp Phàm, cái tiền bối, Khương Thần Vương, Cơ Tử, các ngươi sống lại a, đừng chết. Lý Hắc Thủy mắt ngập máu, ở các địa phương này điên cuồng kêu to tìm kiếm. Thần tử, ngài ở nơi nào, ta tin tưởng ngài nhất định sống sót. Tiểu Tước Nhi khóc lớn, không ngừng rơi lệ. Sư phụ, Diệp Đồng thét dài, thần sắc bi thương, nước mắt tuôn trào. Năm đó là Diệp Phàm nhặt hắn trở về, quyết chiến với Kim Ô bộ tộc rồi dẫn hắn rời đi, mới có hắn hôm nay. Đến đây rất nhiều người, tất cả đều ảm đạm, chiến trường quá mức rộng lớn, liên lụy tới rất nhiều tinh vực, bọn họ truy tìm không biết mệt mỏi. Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, không ít chủng tộc đều tới đây tế bái, rất là thành kính, tràn đầy thương cảm. Hắc ám náo động, một hồi huyết kiếp chấm dứt để lại quá nhiều bi ai, khiến trong lòng người chua xót. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử rống to, toàn thân bộ lông màu vàng dựng thẳng đứng. Hắn hận muốn điên lên, hai huynh đệ từng cùng nhau sóng vai chiến đấu, ngày nay chỉ còn lại một mình hắn. Ta thật muốn sang bằng mấy đại cấm địa sinh mệnh a. Đông Phương Giả hét lên giận dữ. Một đám lại một đám người tới đây, tế người chết, tế binh khí đế, tế một trận chiến này, tế kiếp này. Nơi mai táng máu và xương, chiến trường sinh mệnh ngủ yên, thê lương lạnh lẽo mà lại tiêu điều. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Tiểu Tước Nhi, truy tìm suốt 100 năm, hy vọng tìm được Diệp Phàm, cho dù là một mảnh xương, một giọt máu, đáng tiếc đều thất vọng rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm lưu lại ở Thiên Chi Thôn, không có người thừa kế, cũng không có người nào sử dụng, cuối cùng tán chung trong mộ chôn quần áo và di vật của hắn. Thời đại này tràn ngập đau thương, làm cho người ta bi và thương. Trăm năm trôi qua, có một số bi thương mặc dù là năm tháng cũng khó mà trở lại như trước. Rất nhiều thứ không có khả năng trở lại, mà một số dấu vết lại vĩnh viễn chém vào trong lòng người. Trăm năm cô độc, có người trong năm tháng trăm năm này tuân thủ một mình đơn độc, lặng lặng chờ đợi và từ xa quan sát. Trăm năm truy tìm, có người đạp khắp tinh không, đau khổ truy tìm bước chân đã mất đi kia. Trăm năm đau xót, có người thì liếm miệng vết thương, âm thầm tu dưỡng. Thời gian thấm thoát, cứ như vậy trôi qua 100 năm. Hắc ám náo động đã kết thúc, nhưng đã để lại cho thời đại này đau thương và chua xót không thể xóa nhòa. Sư phụ, người ở nơi nào? Đám người Diệp Đồng rống to, tìm khắp tinh không, cuối cùng không thu hoạch được gì, nước mắt rửa tinh vũ. Thần tử, ta biết ngài nhất định còn sống, sẽ trở về. Tiểu Tước Nhi ảm đạm rời đi. Gió thổi lá vàng rơi, lại tới một mùa thu, hơi lạnh ập tới, có một loại sơ sát tiêu điều như đao chém qua. Mùa thu này có hơi lạnh, có hơi rét, có chút làm cho lòng người lạnh giá. Trận chiến ấy đã kết thúc rồi, các tộc chư thiên đều để lại rất nhiều máu và nước mắt, nhiều lắm vết thương đau còn cần thời gian để chậm rãi khép lại. Vô số phàm dân chết oan chết uổng, mà anh kiệt cũng mất đi quá nhiều. Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế được các tộc ghi khắc, ghi nhớ việc tốt của họ, bởi vì họ trả giá quá nhiều. Về phần cái cửu u cũng được thế nhân truyền tụng, một câu nói ngày đó, thì ai dám chiến một trận với ta. Đến nay dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, ngay cả kết thúc bi tráng, nhưng vầng hào quang rực rỡ của lão nhân vẫn luôn tồn tại. Tinh tú tiêu tan, triều lên triều xuống, cuối cùng cái gì đã mất đi khó có thể vãn hồi, ở trong thời gian bất hủ, cũng chỉ có thể sống ở trong ký ức của mọi người. Trận chiến ấy, chết đi quá nhiều người. Thật đáng tiếc. Biết bao nhiêu anh kiệt vùi xương nơi đất khách quê người, đẫm máu ở vực ngoại, không ít người ngay cả tên đều không hề lưu lại. Trong dòng chảy thời gian, một đóa bọc sóng nổi lên lớp lớp hào quang xông lên tận trời cao, khiến người ta thương cảm. Các tộc đều tế bái, không chỉ Cơ Tử, Khương Thái Hư, cái cửu u mấy người họ mà trong vũ trụ có tới mấy vạn cường tộc đều từng có anh kiệt ra tay, có chết trận ở tổ tinh của mình, có chạy tới vực ngoại, dù không thể đến gần chiến trường, nhưng đã từng không sợ và từng nỗ lực để rồi vỡ nát ở bên ngoài chiến trường. Chỉ có chuẩn đế có thể tiến vào chiến trường, mà không hề nghi ngờ tất cả bọn họ đều chết trận. Còn thật sự tính toán chính xác, không nghĩ tới lại có mười mấy vị chuẩn đế chết trận, vải máu ở vực ngoại, trong vũ trụ người cấp số này gần như tuyệt diệt. Đây là một nhóm người cường đại nhất, là tinh anh của khắp thế gian.
thậm chí có hy vọng thành đạo, lại đều chết trận như vậy, ngã xuống trong trường hắc ám náo động đáng sợ nhất này. Bọn họ trở thành anh hùng của các tộc, được ghi nhớ bền vững, được người truyền tụng, trở thành một ấn tượng sâu sắc của thời đại, ở trong tộc đàn của họ phụ nữ và trẻ em đều biết tới họ. Những người mất đi đó đều là anh kiệt mạnh nhất của thời đại này. Chẳng lẽ thực sự không có một người nào sống sót sao? Mọi người cũng từng chờ mong, hy vọng xuất hiện thần tích. Thế nhưng, trăm năm cô tịch, không có một vị anh kiệt nào nghịch thiên trở về. Khi còn sống bất kể người siêu nhiên cỡ nào, kỳ tài ngút trời cỡ nào, nhưng ngã xuống cuối cùng đã ngã xuống. Hỏi thế gian, có thể có luân hồi không? Rất nhiều cường tộc đều cực kỳ bi ai, cả tộc nhìn trời gào rống, hy vọng anh hùng chí cường trong tộc chết trận có một ngày có thể tái hiện ở nhân gian. Nhưng điều này có thể trở thành sự thật sao? Con người chết đi như ngọn đèn tắt, vốn đã không có luân hồi, làm sao nói đến chuyển thế chứ? Không có tái sinh. Đây là nhận thức chung của rất nhiều tu sĩ cường đại. Hỏi ông trời như vậy, cũng chỉ là một loại ký thác, biểu đạt một loại bi phẫn mà thôi. Chỉ có số ít người đang khát khao, hy vọng có kỳ tích sinh ra. Các lão đại thánh khẽ than thở, nếu đã chết đi thì không có khả năng tái hiện rồi. Ngay cả đại đế cổ đều như thế, không có dựa vào đó chuyển sang kiếp khác, không có hy vọng ký thác ở tương lai, chỉ tranh sáng ở hiện tại. Nếu nói, có một vị đặc biệt thì đó không hề nghi ngờ là A-di-đà Phật. Phật môn tin tưởng vững chắc, kiếp sau cũng không phải không có căn cứ, có thể chờ đợi. Trong dòng chảy thời gian luôn có hai đóa hoa tương tự nhau, một đóa hoa điêu linh, một đóa hoa nở rộ sáng rọi đẹp nhất trong tương lai. Sau một ngày này, A-di-đà cổ tinh vực có một số kim thân La Hán, Bồ Tát, Hộ Pháp Thiên Vương xúc động, tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm tinh anh của Phật môn ngã xuống. Năm tháng trăm năm, vết thương của trăm năm, chung quy hết thảy là chậm rãi kết thúc, trôi qua một thời đại. Ở trong phế tích xương và máu, cũng có hy vọng tân sinh, một đám cường giả trẻ tuổi trưởng thành lên. Bọn họ chứng kiến trường náo động đẫm máu nhất trên lịch sử, thấy được một vị lại một vị cường giả cái thế như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến lên, vì nghĩa không quản tới thân mình rồi chết trận. Điều này làm cho bọn họ dù còn nhỏ đã bị xúc động mạnh, tâm trí cường đại lên, còn vì cảm nhận được cái loại khí cơ vô thượng tàn sát bừa bãi này, nên sau khi trưởng thành càng hơn hẳn trước đây. Tuy rằng chết đi rất nhiều người, nhưng một thế hệ trải qua tôi luyện thiết huyết, sáng rọi khiếp người. Dĩ nhiên ở trong chiến hỏa cường đại lên, bổ sung vào rất nhiều thánh vị đã ngã xuống. Tại trong năm tháng trăm năm này, thế gian cũng không bình tĩnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện, địa phủ cường thế xuất hiện, hiển hóa ở nhân gian. Vô cùng tận âm binh vượt qua tinh vực, thu thập thi thể cường giả chết trận. Vì thế, các nơi từng xảy ra rất nhiều trận huyết chiến, đây là những trận chiến cục bộ sau khi hắc ám kết thúc, làm cho lòng người từng một lần nhốn nháo hoảng sợ. Tận cuối luân hồi, hết thảy đều sẽ kết thúc, địa phủ là chốn quay về của vạn linh. Những lời này không biết là ai truyền ra, từng một lần làm cho nhân gian khủng hoảng, âm binh quá cảnh trăm năm, mà một số cổ vực thần bí cũng rối loạn trăm năm. Cuối cùng, bọn họ lại biến mất một cách quỷ dị. Ngoài ra, ở chỗ sâu trong vũ trụ có một viên đại tinh, buông lỏng phong ấn, có rất nhiều đại quân xuất chinh, đi tấn công tới phương xa. Cuối cùng, một đường huyết chiến, trăm năm thảo phạt, rồi một tiếng tiên chung vang lớn, bọn họ binh bại trở về, lưu lại rất nhiều thi thể. Trăm năm đến nay, rất nhiều gia viên bị hủy diệt được xây dựng lại, tu di sơn Tây Mạc vỡ nát tan tành, xuất hiện Phật quang, trong vài tòa điện thờ truyền ra tiếng tụng kinh. Bắt đầu thì được người dùng lực di dời đến đây mặt trời trăng sao. Đại Hà, Cửu Lê, Cơ Gia, Khương Gia các tộc cũng gầy dựng lại tộc địa trong đống phế tích. Các nơi đều như thế, Vũ Hóa tinh vực, Thông Thiên tinh vực, Câu Trần tinh vực, Hỏa Tang tinh vực. Tất cả cường tộc đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại như xưa. Sau khi hắc ám náo động đã qua đi 200 năm, các vực chư thiên đi ra khỏi bóng ma huyết loạn, toàn bộ dân cư khôi phục lại, xuất hiện cảnh tượng phồn vinh. Các cổ lộ đứt đoạn trong tinh không được chữa trị, không ít anh kiệt bước trên con đường thí luyện, tôi luyện bản thân mình, muốn phát ra tia sáng kỳ dị ở thời đại này. Thời gian là lực lượng vĩ đại nhất của thế gian, ở dưới điều hòa của nó hết thảy đều có thể chậm rãi thay đổi. Khi lại qua đi mấy chục năm, các tộc hoàn toàn phồn thịnh lên, ẩn ẩn có điềm báo trước một thời thịnh thể buông xuống. Thật rất khó tưởng tượng ngày xưa từng có một trường hạo kiếp khủng khiếp như vậy. Thật sự là một đại thế, các loại thể chất gần như đều xuất hiện, nở rộ vầng hào quang sáng lạ nhất. Khó có thể tưởng tượng, thịnh thế hoàng kim trong lời tiên đoán đến rồi, mà lại phát sinh sau đại kiếp nạn.
từ hủy diệt đến tu dưỡng, chuyển biến tiếp đến sinh cơ xuất hiện, rồi sau đó đến vui sướng hướng tới quang vinh, tiếp đến cực độ phồn thịnh. Những lịch trình này thật khiến người ta ngạc nhiên cảm thán. Năm đó cũng có cường giả đủ các loại thể chất, sau đại kiếp nạn rất nhiều người còn sống. Ngày nay lại xuất hiện rất nhiều ê mầm móng thần giữa thời viễn cổ, thái cổ, thời đại thần thoại. Có thể nói là trăm hoa đua nở, quần tinh rực rỡ. Mọi người từng cho rằng, con đường thành tiên mở ra, kiếp này sẽ tiến vào thời kỳ hoàng kim thịnh thế cường đại nhất từ trước tới nay. Đâu có ai từng nghĩ tới kiếp đó là một hồi kiếp nạn bi thảm nhất. Vũ trụ đều bị đánh nứt ra, các tộc bị huyết tẩy, thiếu chút nữa đi tới hướng hủy diệt. Đến tận đây, không có người nào nghĩ rằng thịnh thế hoàng kim sẽ xuất hiện, mà cho rằng hết thảy lời tiên đoán đều là sai lầm. Nhưng, sự thật chứng minh luôn luôn có điều ngoài dự kiến, ý chí thiên địa không thể lường được. Thời kỳ thịnh thế hoàng kim đến rồi, đã đến sau huyết kiếp, vạn hoa đều nở rộ, quần tinh sáng lóng lánh, chiếu rọi ra vầng hào quang sáng lạ nhất trong vũ trụ này. Xuất hiện các loại thể chất cường đại chỉ nên có trong truyền thuyết, lại đều cùng tồn tại ở thời đại này. Khó mà tin được, trăm năm trước có người gặp được bất tử thiên đao cắt ngang qua vũ trụ, cắt xé vô số tinh tú, cướp lấy tiên quang sau khi con đường thành tiên bị diệt vong lưu lại, chỉ là để tẩm bổ một cái trứng đá. Trăm năm trôi qua tiếp, lại có người gặp được đao mang kinh thiên kia, có lẽ sinh linh đó đã sớm xuất thế nhiều năm rồi. Là thật vậy chăng, cũng có người gặp được hỗn độn thể. Doãn Thiên Đức sắp vô địch thiên hạ rồi. Diêu Quang muốn xưng vương trên thế gian sao? Thế gian nhao nhao bàn luận, một cái lại một cái thần tinh rực rỡ quật khởi, chiếu sáng vũ trụ, cắt qua vòm trời của thời đại này, nở rộ ra vầng sáng chói mắt nhất. Từng khúc hành khúc ầm vang, từng thân ảnh kinh diễm, vạn chúng chú mục, các tộc đều cảm thán. Lại qua đi mấy chục năm, đã đến năm thứ 300. Thế gian này dần dần đi tới hướng hưng thịnh tuyệt đỉnh, đây là một đại thế muôn đời hiếm thấy. Mặc dù trận chiến năm đó chí cường giả của các tộc ngã xuống, nhưng ngày nay sớm đã bổ sung lại. Một vài huyết mạch chỉ có ở thời đại thần thoại mới xuất hiện, ngày nay đều xuất hiện tỏa ánh sáng vĩnh hằng, khiếp sợ nhân gian giới, cả thế gian chú mục. Đây là một thời đại huy hoàng, đây là một thịnh thế hoàng kim không gì sánh nổi, mà người ở thời đại này may mắn được chứng kiến khởi điểm của nó. Trong vũ trụ lạnh như băng, nhiều năm qua chỗ chiến trường ngày xưa, xuất hiện hết nhóm người này, lại đến nhóm người khác, bọn họ đi truy tìm tàn tích ngày xưa. Có người đến đây để tưởng nhớ, tế điện tiền bối, mà phần nhiều người là vì tìm kiếm mảnh vỡ binh khí đế. Đó là tiên liệu vô thượng, chỉ cần một mảnh nhỏ nấu chảy hòa tan vào trong binh khí của mình tất nhiên uy lực sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua như vậy, nhiều binh khí đế vỡ nát như vậy, nhưng tới ngày nay cũng không có bao nhiêu người tìm được, vẫn như cũ chôn vùi trong tinh vực bao la. Nhiều tiên liệu như vậy đều đi tới nơi nào, đó cũng không phải là một kiện, hai kiện trọng khí. Năm đó binh khí hoàng đạo gần như đều bị hủy diệt, như thế nào lại chỉ còn sót lại một ít như vậy, nhất định là bị kẻ có lòng thu đi rồi, không cho người ngoài biết. Mọi người không cam lòng, mặc dù có loại ý niệm này trong đầu, nhưng cũng không buông bỏ tìm kiếm. Dù sao vũ trụ quá rộng lớn bao la, ai cũng không nói chính xác được trận đại chiến năm đó đến tột cùng đà lan rộng ảnh hưởng đến những khu vực nào. Có lẽ những máu đế, binh khí đế, tàn thi đế kia còn đang trôi nổi, ở một góc u tối không ai biết. Nếu như tìm được chính là một khoảng bảo tàng chấn động nhân gian giới. Hắc ám náo động qua đi lâu lắm rồi, dần dần người đi vào chiến trường vũ trụ tế điệu hư không đại đế, hằng vũ đại đế, cái cửu u càng ngày càng ít, phần lớn đều là vì tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm máu hoàng mà tới. Đế chiến đã xong, huyết kiếp đi xa, ngày nay ánh mắt của mọi người tập trung trên các thân ảnh kinh diễm mới quật khởi kia. Doãn Thiên Đức, Diêu Quang từng cái tên chấn động tinh không, phát ra vần hào quang thu hút cả thế gian chú mục. Mà ở biên hoang vũ trụ thê lương tĩnh mịch kia, có máu và xương đang trôi nổi, không có ánh sáng, không có ấm áp, chỉ có bóng tối và lạnh như băng, từ lâu làm bạn với các mảnh vỡ binh khí còn dính máu, đó là chứng minh những người, những binh khí đế đã từng quên sinh tử, từng cứng chọi cứng với chí tôn. Tinh vân lượn lờ, hỗn độn tràn ngập, đây là một cổ vực không người ngoài nào nhận biết, từ muôn đời đến nay, ở bên ngoài rất khó đi vào. Chỉ có ở thời gian chính xác, địa điểm chính xác, ngẫu nhiên có những người đặc biệt khát xé rách hư không mới có thể tới nơi này, nhưng rồi muốn lui ra ngoài rất khó. Nơi này hoàn toàn ngăn cách với thiên địa bên ngoài. Ngoài ra, vậy phải đợi tới đại thế hoàng kim đặc biệt, có lẽ sẽ có một số người đánh đi vào, sẽ tiến hành tranh phong mạnh nhất được chú định xưa nay. Từ trong này chiếu ra hào quang rực rỡ và bất hủ. Xuyên qua lớp lớp sương mù dày đặc,
tiến vào tinh hà mờ mịt, nơi này rộng lớn vô ngần, quần tinh sáng lạn. Ở trong này, có một viên đại tinh sinh cơ bừng bừng, từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới nước biển xanh lam, mặt đất xanh ung tràn ngập một khí tức của vùng hoang dã. Ken, ken. Trong vùng núi, bá long đang chạy trốn, lớp vảy màu đỏ phát sáng lành lạnh, tràn ngập mùi vị máu tanh, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh linh. Cũng có hỏa điếu giống như chu tước xé trời vượt ngang không trung, đỏ tươi như hoàng huyết xích kim luyện chế thành, hóc dài một tiếng, rung chuyển vòm trời rừng núi. Rắc rắc. Cách đó không xa, một ngọn núi lớn đổ sụp xuống, trong đó dung nham sôi trào một mảng đỏ thẫm vọt ra như dòng thác lũ. Nơi đó có một con thú nhỏ toàn thân bộ lông màu vàng, kêu to một tiếng ê ngao, làm cho vô số thú hoang khắp nơi cùng theo đó gào rống vang động. Đây là cảnh tượng của thời tiền sử, các loại hoang thú mang cầm thường lui tới, tất cả đều là dị chủng hiếm thấy ở thế gian. Trên viên tinh tú này sinh tồn rất nhiều tộc loại, mỗi loại đều trời sinh cường đại. Tuy rằng chúng ngăn cách với vũ trụ bên ngoài, không thể xông qua lớp lớp sương mù kia, nhưng cũng đều biết tu luyện, đều rất cường đại. Viên tinh tú này rất rộng lớn không thua kém Bắc Đẩu. Địa vực rộng lớn nhưng rất nhiều khu vực đều là lãnh địa của mang cầm, hoang thú. Các sinh mệnh trí tuệ khác bình thường sẽ không tùy tiện xâm nhập, bằng không sẽ trở thành thức ăn tươi cho chúng. Ở trong này, chủng tộc định cư có giới hạn, có một số sinh vật thật sự quá cường đại, vì vậy một ít tộc đàn chỉ có thể dựa vào lực lượng tập thể mới có thể sinh tồn. Về phần nhân tộc, không hề nghi ngờ bất kể ở nơi đâu đều phải có biểu hiện kinh diễm, vẫn như cũ ở vào tầng lớp trên. Trên viên tinh tú này có một mảnh lãnh thổ rất rộng lớn đều thuộc về bọn họ, chỉ cần không đi khiêu chiến với những chủng tộc chí cường có huyết mạch thời đại thần thoại kia thì sinh tồn truyền đời không thành vấn đề. Khu vực nhân tộc có rất nhiều ngọn núi tráng lệ, mà núi hoang sâu nước độc cũng không ít. Quan sát từ trên bầu trời một tòa lại một tòa thành dày đặc như sao giăng chiếu trên những vùng đất mênh mông. Có một số khu vực nối thông nhau, mà có một số địa phương thì bị hàng vạn núi lớn ngăn cách. Bông. Một tiếng chuông vang lên chấn động thiên hạ, đó là một tiếng chuông kỳ lạ, từ từ vang vang có thể truyền khắp lãnh thổ nhân tộc, tới mỗi một tấc đất, mọi người đều có thể nghe được. Đã phát sinh chuyện gì? Rất nhiều người đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía sóng âm tiếng chuông truyền đến, vô cùng kinh ngạc. Cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có sóng âm tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn trong thiên địa như vậy. Nhưng, phàm là nó vang lên tất nhiên có đại sự kiện chấn nhiếp thế gian. Ai có thể nói cho ta biết, sắp có biến cố gì, vì sao tiếng chuông vang trời? Vào lúc này, bất kể là nông phu trên đồng ruộng, hay là tu sĩ trên núi cao, tất cả đều run sợ, trong lòng thấp thỏm không yên, vì lo lắng cho tương lai không thể biết trước. Là cùng kỳ đánh tới rồi, hay là hỗn độn thật sự xuất thể? Ngàn vạn đừng như vậy mà. Cùng kỳ là dị thú ăn thịt người, giống như hổ hoặc như trâu có cánh. Rất nhiều người sầu lo, trong vùng hoang dã có một ít dị chủng của thời đại thần thoại huyết mạch cực độ cường đại, ngay cả cường giả cấp cao nhất của nhân tộc đều không nhất thiết có thể đối phó. Không phải, không có quan hệ với những chủng tộc kia, là tin tức đến từ ở bên ngoài. Hiển nhiên, có người biết được tin tức từ trước. Bông. Sóng âm tiếng chuông vang vang khoan thai, trong thiên địa các thanh âm khác đều biến mất, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ truyền đến một âm ba không cảm tình đó quanh quẩn bên tai mỗi người. Chiến trường phi tiên lại sắp mở ra, mọi người đều không được lên tiên thai, để tránh dẫn tới đại họa sát thân. Thanh âm không có gợn sóng cảm xúc này vừa phát ra, lập tức dẫn phát mọi người ồ lên. Tin tức này thật kinh động thế gian, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía khu vực xa xa kia. Ở hướng đó chính là khu vực tiên thai, cũng được gọi là chiến trường phi tiên, có rất nhiều bí mật, có nhiều lắm câu đố, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cái thế anh kiệt đẫm máu ở nơi đó. Rốt cục ở bên ngoài lại là một đại thế hoàng kim đến rồi sao? Mà lại sắp có người vào được, lên tiên thai vậy. Chúng ta nơi này sắp có một đoạn thời gian nối thông với bên ngoài, những người đó lại sắp đến đây rồi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ âu lo, những người tới đó quá mức cường đại. Trong sách cổ có ghi lại rõ ràng họ có thể sánh với nhân vật tuyệt đỉnh nhất trong tinh vực này, mà số lượng thì nhiều hơn xa. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không đi vào chiến trường phi tiên, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, ngàn vạn lần không nên đi kiếm tiện nghi, bằng không sẽ có đại họa. Có lão tu sĩ nói. Về phần nông phu, đầy tớ thì rất nhanh bình tĩnh lại, những chuyện này thực quá xa vời với họ, thậm chí không có quan hệ, không cần lo lắng gì. Về phần một ít môn phái, thì đều đang thương lượng đối sách. Đây là một vòng luân hồi, ở bên ngoài lại đã tới một đại thế hoàng kim rực rỡ,
đáng để bọn họ đi ra ngoài thăm dò. Thời cổ đại, trên tinh tú này cũng từng có người dựa vào đoạn thời gian này xuyên qua khu vực lớp lớp sương mù mang tính hủy diệt kia, đi ra ngoài lịch lãm, rồi đến khi trở về đều trở thành nhân vật tuyệt đỉnh. Đương nhiên, cũng rất ít có người trở về, hết 9 phần 9 anh kiệt đều mất đi tung tích. Tiên thai đã phát sáng sắp hóa thành chiến trường, sẽ sinh ra rất nhiều dị biến khó tin, tước đạo hạnh, chém tu vi, là lúc nguy hiểm nhất, ngàn vạn lần không thể tới gần. Một ngày này, trưởng lão của các môn phái đều cảnh báo, nghiêm khắc dặn dò con cháu, hy vọng bọn họ yên phận một chút, ngàn vạn lần không nên vì tò mò mà đi thăm dò bí mật, vứt bỏ tánh mạng oan uổng. Ban đêm, mưa lớn tầm tã, sấm rền chớp giật, gió lốc gào rít giận dữ, như là có đủ loại yêu ma quỷ quái xuất động, làm cho mưa gió đêm khuya có vẻ phi thường đáng sợ. Trên bầu trời, một khối thân thể rơi xuống, bị tia chớp đánh trúng, bị lôi hỏa thiêu đốt nhưng cũng không có bị hủy diệt, cơ thể không tổn hao gì, chỉ là trên người nhiều thêm một ít vết nám đen mà thôi. Hắn theo mưa to rơi xuống, trực tiếp nện xuống phía trên một ngọn núi đá rất cao, trong dự đoán hắn phải tan xương nát thịt, máu bùng văng khắp nơi cũng không có xuất hiện, hắn đập vỡ ngọn núi đá, lăn nhào xuống, lại bật rơi xuống một ngọn núi thấp nhỏ khác, quay cuồng nhiều lần sau đó mới dừng lại. Dưới chân núi có mấy chục hộ dân sinh sống. Một thiếu niên bị tia chớp ban đêm lóe sáng vài lần làm thức tỉnh, ngay khoảnh khắc vừa rồi, xuyên qua cửa sổ hắn nhìn thấy qua tia chớp sáng rực xẹt ngang qua không trung, một khối thân thể từ trong đám mây đen rơi xuống, hắn hoảng sợ đến ngây người. Gia gia! Có người từ trên trời rơi xuống nện trên Ngưu Đầu Phong, đỉnh ngọn núi cao nhất đó vỡ ra rồi. Thiếu niên qua cơn khiếp sợ, vừa kêu lên với tổ phụ cùng sống nương tựa với hắn, vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, thân thể hơi run rẩy. Không cần quan tâm. Nếu thực sự có thần ma quỷ quái, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Lão nhân ngồi xuống, đôi mắt già đục ngầu bị tia chớp chiếu ra một tia sáng, cảnh báo cho thiếu niên. Nhưng đó không phải là yêu ma quỷ quái, con thấy rõ là một người. Thiếu niên mười mấy tuổi nói, hắn rất muốn đi nhìn xem thử là cái gì. Không được đi. Lúc này là đêm khuya, yêu ma cũng có thể hóa thành người. Lão nhân ngăn cản. Đến khi trời tờ mờ sáng, mưa gió đã ngừng rơi, vì trong rừng còn sương mù dày đặc, thiếu niên đã lập tức bước ra cửa chạy đi về hướng ngọn núi thấp. Lão nhân theo ở phía sau, sợ thiếu niên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vùng núi thực trơn trượt, nơi nơi đều là nước bùn, nhưng động tác của hai người cũng không chậm, rất nhanh đi lên tới núi. Một nam nhân tuổi còn trẻ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nửa người đều ngâm mình trong hố nước, hắn bị dầm trong mưa to một đêm. Rất kỳ quái là ở trong hố nước lại có một gốc cây thanh liên cắm rễ ở trong nước bùn, vần quanh một lớp sương mù nhàn nhạt làm bạn ở bên cạnh người kia. Trời à, thân thể hắn không có vỡ nát, nện lên trên Ngưu Đầu Phong nha, vậy mà lại không có vỡ nát. Thiếu niên kêu lên sợ hãi, dương mắt nhìn lên, phía trên đỉnh Ngưu Đầu Sơn nứt nẻ, rơi xuống nhiều mảng vỡ lớn, đủ thấy người này phải có thân thể mạnh đến mức nào. Đây không phải là một người đơn giản, so với yêu ma quỷ quái còn cường đại hơn một vạn lần. Trong mắt lão nhân lộ ra một tia sáng, trên mặt có vẻ hơi lo lắng. Hắn còn sống. Bởi vì lỗ tai thiếu niên rất thính vượt hơn xa người thường, hắn nghe được tiếng tim đập hữu lực. Ngươi! Khi thiếu niên này định ngồi xổm xuống xem xét cẩn thận, đột nhiên hắn cả kinh kêu lên, rất nhanh thụt lui, vì hắn phát hiện cặp mắt của nam nhân này vẫn đang mở to, cũng không hề ngất đi. Lão ông vội vàng giải thích, nói, chúng ta vô tình mạo phạm. Cháu ta tâm địa thiện lương, muốn đến cứu người, ngài đã không việc gì, chúng ta từ đây cáo lui. Lão kéo tay đứa cháu định rời đi, nhưng nam nhân đó vẫn không có phản ứng gì, tuy rằng mắt mở to, nhưng không có thần, dường như đang sống trong thế giới của chính mình, hai mắt từ đầu đến cuối cùng không hề chớp một lần nào. Gia gia tình trạng của hắn hơi bất thường, bằng không cũng sẽ không ngâm mình trong nước bùn cả nửa đêm, chúng ta đem hắn về nhà đi. Thiếu niên nói. Lão ông chau mày, nhìn lên Ngưu Đầu Phong, lại nhìn người trên mặt đất, rất lưỡng lự không quyết được. Nhưng thiếu niên đã tự ra tay, trực tiếp đỡ nam nhân trên mặt đất dậy, dựng đứng thẳng lên, lão ông thấy thế thở dài đi tới phụ giúp. Đúng lúc này, nam nhân trẻ tuổi vẫn chưa từng nhúc nhích, giơ một tay nhổ lên cây thanh liên chỉ mọc ba cái lá trên mặt đất kia, trên rễ cây không hề nhiễm một giọt nước bùn. Ngoài ra, hắn cũng không có động tác gì khác, để mặc cho thiếu niên cõng mình trên lưng, ánh mắt vẫn như của thiếu phần sáng rọi. Ta không có chết. Ở trong đầu nam nhân trẻ tuổi là trường cảnh máu huyết vô tận, rất nhiều binh khí đại đế vỡ nát, chí tôn cổ đại huyết tẩy vũ trụ, cùng với hình ảnh hắn cứng chọi cứng rồi máu tươi nhuộm đẫm tinh không. Hắn không biết kết quả của hắc ám náo động, khi đó hắn đã kiệt lực,
chiến tới tan xương nát thịt, máu vải biên hoang vũ trụ. Hắn đã sức cùng lực tận. Thế gian truyền tụng về hắn cũng tốt, quên hắn cũng thế, chết trận ở vực ngoại là kết quả của hắn. Không nghĩ tới, ta còn sống. Trong lòng hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh chấp vá, cô bé gục vào trong máu và xương của hắn, lớn tiếng khóc lớn, rất nhiều giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm vào trên người hắn. Đừng khóc. Miệng môi hắn khẽ nhíp động, vô tình trên mặt mình đã có nước mắt chảy xuống. Hư không đại đế đã chết, cơ tử đã chết, cái cửu u đã chết, Khương Thái Hư đã chết, những cái chết làm cho nội tâm hắn đau đớn. Thế nhân có ghi nhớ họ không? Những nhân kiệt như vậy rốt cuộc cũng không quay về được. Trên phế tích máu và xương, cuối cùng có thành lập nên thời thịnh thế, thế nhân truyền tụng cũng tốt, dần dần lạnh lùng quên lãng cũng thế, những anh kiệt đó đều khó có thể trở về, sẽ không còn được gặp lại. Trong con ngươi hắn không có ánh sáng, một mảng ảm đạm. Hắn thức tỉnh đã rất nhiều năm, trôi nổi lơ lửng trong vũ trụ, hắn từng nhìn thấy mảnh vỡ binh khí để làm bạn với xương và máu, cũng từng nhìn thấy thân thể tàn phá, phản phất nhìn lướt qua, lại không đủ sức thu về, đó có thể là một mặt cuối cùng của cuộc đời này. Diệp Phàm còn sống, chỉ có điều là vẫn còn sức cùng lực kiệt, không muốn nhúc nhích một chút nào, không chỉ có thân thể như thế, mà tâm thần cũng gần khô kiệt. Một trận chiến này đối với hắn mà nói quá thảm thiết, nhất là trong khoảnh khắc gặp được thân thể tàn hủy và máu huyết của cơ tử, Khương Thái Hư, làm cho hắn ảm đạm tổn thương thần khí, phiêu bạt rất nhiều năm, lại khó có thể nhúc nhích. Một trận chiến ngày đó, tạo thành phế tích máu và xương, đại đế chết đi, anh kiệt ngã xuống, thiên địa đều rơi vào màn mưa máu. Diệp Phàm huyết chiến ở chiến trường vũ trụ, trong chiến dịch đó hắn đã phát huy được tác dụng thật lớn, ở thời điểm trọng yếu phát động hai kích tương trợ hai vị đại đế. Cũng chính hai kích này mới dẫn tới chủ nhân luân hồi và chí tôn quan ám ngã xuống. Tương đối mà nói, hắn có thể nói là thân con kiến, ở thời khắc mấu chốt liều mạng huyết chiến đã phải trả một cái giá quá lớn, cái đỉnh thành tiên vỡ nát, bản thân mình đổ máu ở vực ngoài. Không riêng như thế, đạo diễn tiên y cũng nổ tung hóa thành mảnh nhỏ, lây dính máu của hắn ở khoảnh khắc đó cực kỳ sáng lạn. Hắn sở dĩ có thể sống sót là nhờ thần linh trong đạo diễn tiên y bảo vệ một tia linh thức bất diệt của hắn, cùng với mấy chục mảnh nhỏ ngăn chặn huyết quang hủy diệt kinh thiên động địa kia. Hai cổ thánh thể đại thành đều trở thành máu bùn, mảnh xương văng khắp nơi, bản thể hắn đương nhiên không giữ lại được hòa thành máu bùn trộn cùng một chỗ. Nhưng hai cổ thân thể kia cũng giống như đạo diễn tiên y, chống đỡ cho hắn thoát khỏi sát kiếp và lực lượng hủy diệt kia. Bọn họ là cùng căn nguyên, là cùng một thể, máu bùn của thánh thể đại thành bảo vệ một giọt chân huyết bất diệt cho hắn, nhét vào trong máu bùn, chưa từng bị sát khí vô thượng kia chặt đứt sinh cơ. Khi cô bé tới nơi, vùi mình trong máu bùn và mảnh nhỏ đạo kiếp hoàng kim khóc lớn, nước mắt như mưa, bi thương tới cực điểm, những giọt nước mắt đó chẳng khác nào bất tử dược, bảo vệ ấn ký của hắn cuối cùng không bị làm tan biến. Chỉ có điều ở thời điểm đó, hắn đã không còn mảy may năng lực lên tiếng, cả người đều rơi vào bóng tối vô tận, có lẽ đó chính là tử vong, hắn đã bước vào lĩnh vực đó. Chuyện đế chiến sau đó hắn không biết, mảnh nhỏ tiên y làm bạn với tàn huyết và mảnh xương vụn đi về hướng phương xa, trôi nổi trong bóng tối và lạnh như băng, không ngừng đi xa, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Cũng không biết là bao nhiêu năm, hắn vượt qua trong cô quạnh, một tia thần thức bất diệt và một giọt chân huyết trộn lẫn cùng một chỗ, được bảo hộ, bảo tồn tiếp tục vượt qua trong bóng đêm hư không. Có lẽ là mấy chục năm, có lẽ là cả trăm năm, trong bóng tối hắn cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng thủy chung không làm được, lại chìm vào hôn mê. Sau lại, hắn nghe được một đoạn kinh văn, tiếng vang vọng trong một tia thần thức bất diệt, đinh tai nhức óc, dần dần dẫn đưa hắn trở về dần dần sống lại. Đó là mấy trăm cổ tự kinh văn ghi lại trong cổ quan tài đồng thau do chính con rồng kéo, đã làm cho hắn bất diệt. Sau lại, hắn có tri giác chân thật, ngay thời điểm đó bí quyết chữ y giả y vận hành, dựa vào một giọt máu sống lại, tiến hành tẩm bổ, tái tạo thân thể của hắn. Mà cũng ở thời điểm đó, hắn phát hiện một gốc cây thanh liên làm bạn trong người, chiếu xuống một màn ánh sáng, nhưng lại ẩn chứa tinh hoa huyết mạch của hắn, tham dự chữa trị thân thể hắn, chân thân dần dần sinh trưởng. Đồng thời, thần thức của hắn cũng như thế, ở dưới dẫn dắt của tiên kinh trong cổ quan tài đồng thau, dưới chữa trị của bí quyết chữ y giả, theo dưới tẩm bổ của cây thanh liên, thông thả lớn mạnh. Mấy chục năm trước, hắn có chân thân, đó là máu thịt của chính hắn, chắc chắn bất hủ, dù từng đánh lên vẫn thạch cũng không bị hủy diệt. Nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó, hắn không còn có dao động pháp tắc, không còn có trật tự thánh đạo. Hắn giống như dùng thần kim luyện chế thành, chắc chắn bất hủy, nhưng lại không vận chuyển dậy nổi bí thuật của ngày xưa. Dưới một trận chiến liều mạng huyết chiến với chí tôn, vô cùng thảm thiết,
mảnh nhỏ đại đạo không thể nhận ra. Trong những năm đó, thậm chí hắn khó có thể nhúc nhích chút nào, có lẽ có mảnh nhỏ pháp đạo nấp trong máu thịt, nhưng cũng không để cho hắn sử dụng, hắn chỉ có thể cô độc trôi nổi trong biên hoang vũ trụ tối đen. Trong thời gian đó, dường như hắn gặp được nửa mặt hư không kính làm bạn một đoạn thân tàn, đó là hư không, hay là cơ tử, hay là hoàng đế, làm cho hắn muốn rống to, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nhích động một chút nào, nhìn bọn họ đi xa, tán trong vũ trụ lạnh như băng. Đồng dạng, hắn cũng thấy được máu và xương của Hằng Vũ Đại Đế hay Khương Thái Hư, còn có rất nhiều mảnh nhỏ binh khí đế, còn vấy máu, khiến trong lòng hắn càng thêm đau thương, mà lại bất lực. Mấy năm gần đây hắn mới có thể nhích động, nhưng vẫn như cũ không thể tự chủ phi hành, trạng thái thân thể cũng không tốt lắm, sau lại hắn lại rơi vào hôn mê, thẳng đến khi rơi xuống trên viên đại tinh này mới thức tỉnh. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn không biết ở bên ngoài ra sao, không biết cố nhân ở phương nào, hắn thậm chí không biết kết quả của hắc ám náo động. Ngày nay, trong những ngày sống bình thường gần đây, hắn vẫn như cũ luôn đau thương như xé nát tim gan, nguyên thần như là bị người ta cắt một đao, xương cốt như là bị mảnh nhỏ đại đạo nghiền áp sắp hóa thành bột mịn. Đây là kết cục của một trận chiến với chí tôn cổ đại, tuy rằng còn sống nhưng thực thảm. Hắn rơi vào hỗn loạn, thể xác và tinh thần mệt mỏi, cũng có một loại đau lòng, cơ tử cứ như vậy chết đi sao, Bạch Y Thần Vương không thể xuất hiện nữa sao, còn vị cái cửu U kia với câu nói ai dám chiến một trận với ta thì đến nay vẫn còn chấn động tâm thần hắn. Rất nhiều người đều đã đi xa, ngay cả từ biệt cuối cùng cũng chỉ là nhìn thoáng qua trong vũ trụ lạnh như băng, không thể thu hồi máu và xương của họ. Về đến nhà rồi. Đây là nhà của ta. Thiếu niên tên là Bạch Dạ, một cái tên rất kỳ quái, nhưng theo mặt chữ mà nói lại rất bình thường. Hắn sáng sủa lạc quan, năm nay chỉ có 14 tuổi, nhưng khí lực lại hơn người, còn mạnh hơn người trưởng thành. Bằng không cũng không thể cõng Diệp Phàm trên lưng mà bước đi như bay một lẻo từ trên vùng núi về thôn. Đây là mấy gia nhà ngói vách đá rất bình thường, gần một cái ao cá, ở vị trí phía đông thôn, gia cụ trong phòng rất cổ xưa, hơi sức mẻ, nhưng sắp xếp rất gọn gàng. Bạch Dạ ánh mắt trong sáng, đem tới một tấm khăn mặt, bảo Diệp Phàm lau mặt, sau đó lại ôm đến một tấm chăn khô sạch mềm mại lót giường cho hắn nằm tịnh dưỡng. Diệp Phàm yên lặng tiếp nhận lau sạch nước bùn, thay một thân quần áo mới, ngồi ở đó, ngơ ngác xuất thần. Đầu vẫn như cũ rất đau, khi hắn cố gắng vận chuyển thần thức, muốn khôi phục bản thân mình, thì vẫn như vậy. Cấp hoàng đạo của chí tôn cổ đại tạo thành thương tổn cho hắn thật lớn, dù là chân thân bất diệt cũng xảy ra vấn đề lớn. Nếu là người thường đã sớm bị hủy diệt nát tan thành bụi, hắn là nhờ có đủ loại nguyên nhân kết hợp mới có thể còn sống sót. Nhiều năm trôi qua, Diệp Phàm rất muốn tiếp tục tung hoành bát hoang, xông thẳng lên trời cao, nhưng thủy chung vẫn không khống chế được thân thể. Hắn mơ hồ cảm nhận được trong máu thịt của hắn có lực lượng cường đại, luôn luôn đang vận chuyển, nhưng không cho hắn sử dụng. À, nó như thế nào mọc trên chỗ khô được? Đúng lúc này, thiếu niên Bạch Dạ cả kinh kêu lên. Cây thanh liên kia không ngờ lại cắm rễ ở trên đất khô, sinh trưởng tiếp. Nó chỉ có 3 cái lá, bộ rễ cũng không thô to lắm, ở chỗ không có nước mà lại có sinh mệnh lực cường đại như vậy, quả thực khiến người ta trố mắt nhìn trân trối, không thể tin được. Bạch lão ông há miệng mấy lần, muốn nói cái gì lại nhịn xuống. Diệp Phàm liền nhổ nó lên, đi tới hồ nước trước căn nhà, thả nó vào đó, kết quả y như trước chỉ khoảnh khắc nó mọc rễ cắm vào trong nước, như có như không có màn sương trắng nhàn nhạt tràn ngập. Ngươi yên tâm ở trong này dưỡng thương đi. Thiếu niên Bạch Dạ lộ ra nụ cười sáng lạng nói. Cảm ơn các ngươi. Diệp Phàm lên tiếng. Tuy rằng thần thức như bị đao cắt nứt ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn như cũ bắt giữ được thần niệm của họ, hiểu được ngôn ngữ trên viên tinh tú này. Có lẽ, đây cũng là hy vọng và tín hiệu hắn có thể khôi phục chăng. Không cần cảm tạ. Thiếu niên gãi gãi đầu, trong vẻ sáng sủa mang theo một ít chất phác. Đúng lúc này, lão ông bưng tới một chén nhiệt than, bảo Diệp Phàm uống hết. Mặc dù biết hắn có thể lai lịch rất kinh người, nhưng vẫn đưa tới những đồ ăn thức uống của phàm nhân này. Hắc ám náo động đã kết thúc rồi sao? Diệp Phàm thu hồi suy nghĩ hỏi, đây là vấn đề trước mắt hắn quan tâm nhất. Một trận chiến năm đó, rất nhiều anh kiệt phải trả giá nhiều lắm, mà kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này thanh âm của hắn đều có chút run run. Đó là một trường huyết chiến hắn cùng với hư không đại đế, cái cửu U, cơ tử, Khương Thái Hư, cố gắng muốn thay đổi sự thật tàn khốc nhưng đã chết rất nhiều người, đến tột cùng kết quả như thế nào? Cái gì náo động? Ngươi là nói cùng kỳ xuất thế, hỗn độn diệt thế sao? Cũng không phải, bọn chúng chưa từng xuất hiện.
Thiếu niên nói. Ta nói là, viên tinh tú này có bị huyết kiếp, có chí tôn cổ đại buông xuống hay không? Diệp Phàm hỏi, bởi vì hắn đã nhìn ra, lão ông là một tu sĩ, mà thiếu niên tuy rằng không hiểu pháp thuật nhưng khí lực lại rất cường đại, cũng không tính là người thường, hẳn ít nhiều phải biết được chuyện của giới tu luyện. Ông cháu hai người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc, cùng một lúc lắc đầu, tỏ vẻ không biết hắn đang nói gì. Ngươi là người ở bên ngoài tới à? Sau một lúc lâu, lão ông mới dè dặt hỏi. Diệp Phàm ngẩn ra, rất nhanh hắn hiểu thông suốt, biết đây là một chỗ như thế nào. Không ngờ lại là một tinh vực kỳ lạ, bị màn sương mù hỗn độn ngăn cách với vũ trụ bên ngoài. Ngươi nói hắc ám náo động, chẳng lẽ là chỉ chiến trường phi tiên? Yên tâm, chỉ cần không chủ động đi vào tham chiến, dưới tình hình chung người ở bên trong này sẽ không đi ra, huyết tai rất ít gặp. Thiếu niên bạch dạ nói. Chiến trường phi tiên. Cái tên này thật dễ dàng khiến người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Con ngươi ảm đạm của Diệp Phàm phát ra chùng tia sáng kinh người. Đúng rồi. Chính là ở bên kia, chúng ta thì ngủ ở bên cạnh, gần với nó. Bạch dạ chỉ ra xa xa, đó là một vùng đất mờ mờ tối, ở đầu cuối đó chính là chiến trường phi tiên. Rất nhiều người cực kỳ cường đại sẽ tới nơi này tranh phong, vốn đều là người từ bên ngoài tới. Sau khi hiểu biết điều này, Diệp Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi không hề nghỉ ngơi, lập tức bước đi ra ngoài. Ôi chao, ngươi thân thể còn chưa khỏe, nơi đó rất nguy hiểm, chém đạo hạnh, tước tu vi người ta, vô cùng thần bí. Bạch dạ kêu lên. Ta chỉ là muốn lên núi nhìn thử xem. Diệp Phàm nói, hắn hành động không có vấn đề, chỉ là không thể bay lên vì mảnh nhỏ pháp đạo của bản thân bị giam cầm trong máu thịt. Bạch dạ cũng đi theo, lo lắng cho hắn, hộ tống hắn cùng nhau đi lên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía chiến trường phi tiên ra xa, đầu cuối khu vực mờ mờ tối có rất nhiều điểm sáng, như là một vùng thần thổ đang sống lại. Tinh tú chúng ta tên là đệ nhất kiếp tinh, mà khu vực mênh mông vô ngần kia còn lớn hơn rất nhiều so với đại lục của nhân loại, chiếm cứ 1/4 của viên tinh tú này. Đệ nhất kiếp tinh, một cái tên rất quái lạ. Diệp Phàm nghe nói thế, trong lòng yên lặng tính toán, đây là một khu vực thực rộng rãi có thể còn lớn hơn Đông Hoang, thật đúng là một chỗ chiến trường rộng lớn. Như có như không hắn có thể cảm ứng được nơi đó có khuếch tán ra một loại dao động thần bí, mà trong chiến trường lại ngưng tụ ra từng cái phù triện, lạc ấn vào núi rừng sông suối. Xem kia! Chiến trường phi tiên đang sống lại, sắp chịu đựng một trường đại chiến săn giết, quyết đấu, bao vây tiểu trừ cực kỳ đáng sợ. Tục truyền ở bên ngoài mỗi khi đến một thời đại thế hoàng kim, đều sẽ đến chiến trường phi tiên của chúng ta quyết đấu, mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế. Thiếu niên bạch dạ hưng trí bừng bừng nói, vẻ mặt rất hướng tới. Phải không? Nhanh như vậy sẽ nhìn thấy rất nhiều cố nhân sao? Diệp Phàm nói khẽ, mảnh nhỏ pháp đạo không hiện ra, nhưng trong con ngươi thiếu sáng rọi của hắn lại càng thêm sâu sắc. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.